Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. Tom Gold Run. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ hai. Chụp phép đuôi này, bắt đầu bây giờ. Let's go. One person, you and have them for draw. Ground control to major draw. Wow, kỳ gò luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chọn cái thứ ba, Tank Stars. Let's go. Thế này gần nào. Sorry, no. Oh man. Not affected. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Ice Cream Chill. Oh my god, ông ta không biết gì. Cái đó mình phải lém cao hơn. What will the ice cream maker want? Lại mình phải đi chéo nó với anh, còn nếu mà đi thẳng rất là chậm luôn. Ở đây thì mình sẽ phải đi tìm hai món đồ, đó chính là một thứ, đó chính là đây là nước hoa, và còn một món đồ nữa. What will the ice cream? Ok, tiếp tục mình sẽ đi vào này. Tìm thùng rác ở đây sao? Careful. Thức ăn dành cho mèo. Rồi sau đó đây là tấm vé để các bạn vào trong ngôi nhà này. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, let's go. Rồi, và mình sẽ trượt trên đoạn dây này. Oh my gosh. Mình chỉ có phải đợi ông ta xuống thôi. Ok. What will the ice cream maker want from me? What will the ice cream maker want from me? Ok, ông ta đang đốt diêm rồi. What will the ice cream maker want from me? Mình sẽ bắt chú mèo này. 어떠한 정거장은 Let's go. What will the ice cream maker want from me? Rồi, và đây là chiếc chìa khóa để cứu thoát cô gái này thoát khỏi ông ta. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 5. Let's go. Oh man. Sẽ cứu mấy cô bé này. Mấy cậu bé này. Không ai cream đang đây. Tiếp đến là chạy xuống đây. Wow, rất nhiều máy móc. Một chiếc chìa khóa. Tiếp đến là gì? Không hiểu sao nó cứ rap room liên tục. Khóa ở đây. Mở khóa này. Vào đây cầm một cái này. Level cuối cùng. Chắc là đi phá hủy nơi này rồi. Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Các bạn cố gắng ăn nhiều để ra những sợi tóc rất là dài nhá. Wow. Tránh bị tóc bị cắt. Ok. Thôi bị đứt tóc rồi. Chùm được đến 20. Let's go. What? Có cái này phải uốn éo thì may ra với uốn lượn, may ra với được tóc, bộ tóc dài. Mình sẽ cố gắng xem như thế nào. Có cuối nào. Let's go. Hình như mình chạm vào cái bánh răng này không bị gì. Oh, vẫn đứt. Oh my god. Ok. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Respect one. Mình rồi, chạy rồi, ngay sau lưng mình. Mình sẽ đi vòng quanh ở đây. magician. Oh my gosh. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Vào lên. Oh, hi. Hi. Welcome to my schoolhouse. Schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Uh-huh. You got it. Prop. Sleep. I wanna play with no one. I wanna play with no one. I wanna play with no one. No running in the hall. I wanna play with no one. Detention for you. Let's play. Là các bạn phải đợi trong vòng 15 giây. I wanna play with no one. I wanna play with no one. Looks like it's sweeping time. I wanna play with no one. Oops, you messed up. 1, 2. Thôi bị bắt rồi. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.